Ngày 23 tháng 9, Bộ Ngoại giao thông tin, theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, đã xảy ra một vụ cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin, tìm hiểu khả năng công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Thông tin ban đầu cho biết, đến sáng ngày 23 tháng 9, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Các công dân đã được đưa đến bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện. Hiện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 23 tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Han Duck-soo nhận định, trong bối cảnh các nước trên thế giới đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn kinh tế, tình trạng gián đoạn các chuỗi cung ứng, các cuộc đàm phán cấp cao giữa Seoul và Bắc Kinh thể hiện cam kết của hai nước trong việc nâng quan hệ lên tầm cao mới. Truyền thông quốc tế cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông khẳng định ủng hộ hòa giải liên triều, đồng thời cam kết tiếp tục các nỗ lực vì hòa bình. Thủ tướng Han Duck-soo, quan chức cấp cao đầu tiên của Hàn Quốc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ sau cuộc gặp của Tổng thống Yoon Suk-yeol bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm 2022. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 23 tháng 9 đã kêu gọi chính phủ Ba Lan làm rõ những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối gian lận thị thực gây chấn động chính trường Ba Lan. Sự việc xảy ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư đang nóng lên ở Đức. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định vụ bê bối thị thực đang diễn ra ở Ba Lan cần phải được làm rõ. Ông cũng cảnh báo sẽ tăng cường kiểm soát ở biên giới với Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa. Vụ bê bối thị thực đang xảy ra ở Ba Lan cần một lời giải thích. Tôi không muốn Ba Lan chỉ vẫy tay chào mọi người để sau đó chúng tôi phải tranh luận về chính sách tị nạn của mình. Những người đến Ba Lan phải được đăng ký và trải qua quá trình tị nạn ở đó. Ba Lan không được làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách cấp thị thực để lấy tiền. Yêu cầu của Thủ tướng Đức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này triệu đại sứ Ba Lan để thảo luận tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan, yêu cầu Warsaw nhanh chóng cung cấp thông tin đầy đủ, làm rõ về những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vấn đề thị thực. Từ đầu tháng 9, chính phủ Ba Lan phải đối mặt với những cáo buộc của các đảng đối lập cho rằng chính phủ đồng lõa trong một hệ thống mà ở đó người di cư trả phí qua trung gian để có được thị thực Schengen trong một thời gian rất ngắn mà không có sự kiểm tra nào. 350.000 thị thực có thể đã được bán. Những người đến Ba Lan có thị thực này sẽ có thể dễ dàng sang các quốc gia khác thuộc EU. Chính phủ Ba Lan đã viết thư cho Ủy viên phụ trách an ninh EU để giải thích rằng vụ bê bối là một sự kiện bị phóng đại. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ Ba Lan tuần trước thông báo đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ bê bối. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk đã từ chức. Theo truyền thông Ba Lan, một hệ thống trả phí cấp thị thực Schengen cho người di cư từ Trung Đông và Châu Phi đã được áp dụng thông qua lãnh sự quán Ba Lan và một số công ty ở các quốc gia liên quan. Trong cuộc họp báo sau phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, để giải quyết số ngũ cốc Ukraine bị một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu, Ủy ban châu Âu EC nên mua lại số ngũ cốc này và chuyển chúng tới các nước châu Phi đang có nhu cầu. Theo ông Lavrov, ngũ cốc Ukraine hiện đang được chuyển sang các nước châu Âu, trong đó nhiều nước không muốn nhập khẩu ngũ cốc vì họ không muốn gây sức ép cạnh tranh cho nông dân của mình. Vì thế, EC có thể mua lại số ngũ cốc này và gửi tới châu Phi. Ông Lavrov lấy ví dụ về việc 260.000 tấn phân bón của Nga bị ách tắc ở các cảng của Liên minh châu Âu từ năm 2022 đã được nước này chuyển miễn phí tới các nước châu Phi như Malawi, Kenya. Cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cho biết kết quả cuộc gặp của ông với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres liên quan đến gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Lý do chính khiến chúng tôi rời bỏ thỏa thuận là vì mọi thứ đã hứa với chúng tôi hóa ra chỉ là dối trá. Tôi tôn trọng nỗ lực của Tổng thư ký, nhưng chúng tôi chưa thấy ngân hàng nông nghiệp chính của mình quay trở lại hệ thống SWIFT. Chúng tôi chưa thấy giải pháp nào cho phép Nga tiếp cận các cảng ở Địa Trung Hải mà không bị cản trở. Chúng tôi đã giải thích với Tổng thư ký tại sao đề xuất của ông ấy không hiệu quả. Chúng tôi không bác bỏ chúng, đơn giản là chúng không thực tế.
Thỏa thuận ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm ngoái đã cho phép thực hiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác một cách an toàn từ các cảng của Ukraine ở biển đen. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7 với cáo buộc phương Tây đã không thực hiện cam kết đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 24 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.